sẽ đừng quá lành, lành quá tụi nó bắt nạt. Tụi nó sẽ vắt kiệt mày đến từng đồng xu cắt bạc. Dù mày cầm tính con gì, tụi nó cũng muốn cưỡi lên đầu, cưỡi lên cổ, cho dù mày có lè lưỡi rền. Khi mày đã từng nghèo khó, tay mày đã từng chai và sạn, tao tin là mày sẽ biết ở bên mày có ai là bạn. Thử ngã một lần mà coi, mấy ai chịu đỡ mày đâu. Đa số là cười vào mặt, rồi tiện thể đạp xuống thật sâu. Vì cho đời mà, chua như là dưa ghém. Tụi nó thích hạ thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém. Tụi nó sẽ phán xét mày bằng tư duy chưa quá lớp chồi. Mày ngã tụi nó cười to, mồm nó há như cá đắp mồi. Rải một chút cắm cò tìm tụi nó không cần phải lội ao. Nhiều khi tao thấy tiếc niềm thân ái mà tao đã vội trao. Tụi nó sẽ không xuất hiện khi không thấy được một chút lợi nào. Làm ăn tao thì được, đừng có muốn làm ông cố nội tao. Anh là lần cuối cùng dần buồn xuống, bỗng thấy thêm một ly trà đắng chát. Hai về trên phố, hai bên hàng cây, mai có lẽ là một ngày nắng.